Ok, không có cách hát nó không có thể quyết định cảm xúc được. Ok nha. Cảm xúc quyết định cách hát, nhưng cách hát không bao giờ quyết định cảm xúc được. Ok, nên mình hát bằng cảm xúc. Thì lúc đó, bạn là một ca sĩ hát có cảm xúc. Hello, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn dạy hát hay của mình là thầy Phong Hay Nốt. Và hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cho một cái bài bạn các bạn một bài hát rất hay mà mình cũng rất thích, đó là ca khúc Mùa Đông Chưa Bao Giờ Tới, một sáng tác của hình như là gì Phạm Quang Thắng, mình nghĩ là như vậy đó. Cái gì để mình 1 phút nha, cho mình 1 phút mình search Google. Phải ghi tên nhạc sĩ ra, người ta cũng dốc công dốc sức, người ta Tạ Anh Thắng, ok, trình bày Uyên Linh và Vũ. Còn cái này mình nghe cái bản này là cái bản trên chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân á, thì mình thấy thích quá, giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hát ca khúc này thật là hay. Ok, vô. Rồi, chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm sao hát bài này đây? Bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình sẽ hát thử cho các bạn nghe nha. Nói về cái cách hát của nó, mình hát cái tông là tông tông rê chưởng, bởi vì nó cao quá, tông nữ là hát tông nữ mình hát được nhưng mà nó bị chói. Thì mình thôi mình hát cái tông này thì nó hợp lý hơn ha. Ok, cho dễ nó đỡ chói hơn nhưng nó vẫn cao. Tại vì rê mi fa thì cách nhau có 1,5 tông à. À thì thì nó cũng cao đấy chứ không hề không cao đâu nha. Rồi. Nhưng mà nghe nó đỡ chói tai hơn ha. Ok, mình sẽ hát thử một đoạn. Bài này nếu các bạn coi bài chương trình đó thì các bạn biết Uyên Linh hát rất hay rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hát hay như Uyên Linh. Rồi. Nếu những kia tan biến theo Rồi bây giờ mình sẽ thử cái đoạn này nha. Rồi bây giờ để hát được cái bài này á cũng như vậy thôi, bạn nên giảm cái giọng bạn xuống, giảm cái giọng nói của mình xuống để nó chuyển qua một cái giọng nói nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như giảm phân nửa 50%, ví dụ giọng mình đang nói là giọng giọng mình đang nói chuyện hàng ngày nó là như vậy nè, nó rất là khỏe, nghe nó to nó bén không, đó là giọng bản năng rồi. Bây giờ mình phải dạ 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 thứ nó đợi ok. Ok, tao nói cái âm lượng này là cảm thấy là được nè. Đó, giảm xuống. Rồi, ok. Đầu tiên là giảm xuống. Và cứ thứ hai là hát để cho cái hơi thở của mình á nó cộng hưởng lên cái khoảng vang ở trên đầu nhiều hơn. Phần đầu á, gò má là mũi miệng mắt chén là đâu rồi. Đó, đầu để cho nó hát được cái hát vôi á. Rồi bắt đầu nó sẽ hát tình cảm nhẹ nhàng, giọng nó xốp nó đẹp hơn. Bài này để hát được cái bài này nó là phải như vậy. Còn gào thét là thua nha. Ok, giảm này nè, đúng âm lượng nè. Đưa hơi lên đầu nè, lên đầu rồi, ok nè. Bây giờ hát nè. Nếu những ký ức tan biến theo mùa, ok là cao đồng nha, 2 3 như nè, vô. Nếu những ký ức tan biến theo mùa, ok thấy sao, thấy sao, tiếp luôn nha. Trong tim anh còn mang lời yêu lúc xưa, tiếp tục nha. Nhưng điều cũ đã qua, ngày mai là một ngày mới, liệu em có tìm được một làn hơi ấm
Đó, nhẹ nhàng tình cảm đúng không? Rồi các bạn thử 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 lần nữa nè. Rồi, một lần nữa nha, quay lại nha. Nếu như kia, nếu như kia. Đó, hồi nãy sai tông rồi. Cao nữa. Nếu như kia tan biến theo mưa, trong tim anh còn mang lời yêu lúc xưa. Những điều cũ đã qua, ngày mai là một ngày mới. Liệu em có tìm được một làn hơi ấm chút mùa đông? Đó, tình cảm nhẹ nhàng đúng không? Rồi bây giờ mình đưa cái cảm xúc vô nha. Rồi cái câu tiếp theo nè, cái câu này nó cao nè, thì các bạn phải bình tĩnh, đừng có gồng luôn, cũng tuyệt đối đừng gồng, giữ cái âm lượng nhẹ như vậy để nó nhẹ nhàng, nó xốp cái giọng và nó thoải mái. Bạn không gồng nó thoải mái, các bạn đưa hơi lên cao được nè, thử nè, mình làm mẫu cho bạn coi nha. Nếu em từng nghĩ mà để có nhau. Đó, ok lại nữa nha, thả lỏng nha. Nếu em từng nghĩ mà để có nhau. Lại lần nữa nha, tình cảm vô nè. Nếu em từng nghĩ mà để có nhau. Vui nỗi đau có không hạnh phúc đến mai sau, dù là trong giấc mơ. Xa những ngày đó ta cái xa, xa như mọi thứ chỉ là giấc mơ qua. Chỉ không vội vàng, ánh mắt dịu dàng đã mãi nơi đâu. Đã cảm giác nó lưu luyến, tình cảm nó nức, nó buồn. Trời ơi, bài này nó hay quá vậy, hay luôn ha. Rồi, mình hát lại một lần nữa nha, cái đoạn đó nha. Nếu như ngày đó, vô, mọi người cùng hát chung nha. Nếu như ngày đó, nếu em từng nghĩ mà đã có nhau. Cảm xúc vào. Nếu em từng có chút vui nỗi đau. Cảm xúc vào. Có không hạnh phúc đến mai sau. Cảm xúc. Dù là trong giấc mơ. Cảm xúc vào. Xa những ngày đó ta đã cách xa. Cảm xúc vào. Xa những một thứ chỉ là giấc mơ qua. Cảm xúc vào. Chỉ không vội vàng, ánh mắt dịu dàng đã mãi nơi đâu. Mãi nơi đâu. Đó, cái đó là cảm xúc. Cảm xúc nó quyết định cách hát của mình. Ok, không có cách hát nó không có thể quyết định cảm xúc được. Ok nha. Cảm xúc quyết định cách hát, nhưng cách hát không bao giờ quyết định cảm xúc được. Ok, nên mình hát bằng cảm xúc. Thì lúc đó, bạn là một ca sĩ hát có cảm xúc. Ok. Còn nếu mà bạn hát bằng cách hát thì không bao giờ bạn hát có cảm xúc được đâu. Thực tế, bạn muốn cái gì, bạn làm cái gì thì kết quả nó là ra cái đó. Bạn hát bằng cảm xúc thì người ta sẽ rung động tim. Còn bạn hát bằng kỹ thuật, người ta sẽ rung động lỗ tai. Ok, bạn muốn người ta rung động bằng cái gì? Ok, yes. Rồi bây giờ mình vô điệp khúc nha. Nơi đâu. Và mình hát một lần nè, bài điệp khúc hay. Mùa đông chưa bao giờ tới, vì hai chúng ta hai nơi. Nỗi nhớ than trời với đôi bờ mi ướt nhòa. Tròn sâu mùa xa kéo dài thật lâu, anh mang theo ánh nắng tới nơi cuối trời. Đó, ok, cảm xúc nó quyết định cách hát, hay không? Đó, chỉ cần kỹ thuật nó không nhiều, nó cũng nhiều đấy. Kỹ thuật nó giúp cho giọng hát của mình ổn định hơn, kỹ thuật nó giúp cho giọng hát của mình nó xốp, nó mềm, nghe nó bắt tai hơn. Rồi sau đó mới cảm xúc nó mới vô, nó mới làm việc. Chứ kỹ thuật mà nó không có thì giọng hát của mình nó cũng hên xui thôi nha. Và bây giờ thí dụ như bản năng của mình tốt thì không sao. Ví dụ bản năng của mình giống như Hoài Lâm hay là Bùi Anh Tuấn ở đây bẩm sinh những cái giọng hát hay thẳng á, thì ok, đẩy cảm xúc là tới luôn ha. Còn kỹ thuật mà giống như mình
hoặc là các bạn học trò của mình đó. Đó, mình ngày xưa là kỹ thuật tệ lắm, nhưng giờ là đã đỡ tệ hơn ngày xưa. Ok, rồi bây giờ mình nói về cái thema này, nó cũng như vậy thôi. Các bạn phải giữ được cái cảm xúc, cái nội tâm. Và đầu tiên về nói về kỹ thuật, các bạn phải cho cái giọng của bạn nhẹ 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 xuống. À, hơi thở bay lên và giữ nó đều đặn, tình cảm để giữ được một cái âm lượng tốt nhất để hát được giọng hát vôi, để nhẹ nhàng tình cảm thử nha. Đừng ai hát cứ kéo, cứ khoái khoái kéo chết vôi. Tôi thấy ai mà khoái kéo chết vôi tôi thấy tội với người đó, tội cái giọng. Ok. Mùa đông chưa bao giờ tới, vì hai chúng ta hai nơi, nỗi nhớ thêm trôi với đôi bờ mi ướt nhòa. Bao yêu thương chôn sâu, buốt giá kéo dài thật lâu. Anh mang theo ánh nắng tới nơi cuối trời. Ok à. Rồi còn cái đoạn sau nó cũng như vậy luôn, có cũng sẽ hát tình cảm như vậy. Mình làm mẫu cho các bạn nha. Bài này các bạn có thể lên xem cái chương trình, có thể là lên MV Mùa đông chưa bao giờ tới của Uyên Linh. Và nhưng mà cái bản thu thì nó không có phê bằng cái bản live. Thì các bạn nếu mà hát cái bản live, bạn nghe cái chương trình là trên Mùa đông chưa bao giờ tới của chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân á. À đó, chương trình đó hát live rất hay nha. Rồi mình hát cái câu tiếp theo nè. Đêm cho sâu bao yêu sâu, đó nhẹ nhàng yêu sâu đó, các bạn có thể bắt chước theo chứ đừng có gồng nha, các bạn sử dụng hơi thở giùm hát giùm mình đi ha. Ok. Đêm chôn sâu cảm xúc nè, bao yêu sâu cảm xúc nè, mong sáng người ai đâu, chỉ thấy nước mắt của em đong đầy trên mi. Người sao bao nhiêu thương nhớ, mãi mãi chỉ là cơn mơ. Mùa đông chưa bao giờ tới trong đời. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy nào? Khi mình hát, cố gắng các bạn nắm những cái kỹ thuật đó và các bạn tập. Và cái quyết định của các bạn là phải tập được hơi thở. Và cái thứ hai là kiểm soát cái giọng hát của mình, giảm lại giọng nói của mình. Các bạn nghĩ là các bạn hát là các bạn phải hát to, hát mạnh hơn cái giọng nói, nhưng mà thực chất nó về tư duy thanh nhạc, nó về kỹ năng thanh nhạc đúng chuẩn của nó, thì giọng hát nó phải nhẹ hơn giọng nói. Nó như thế nào, nguyên nhân nó sao, tôi sẽ làm một cái video riêng về cái vấn đề là tại sao giọng hát phải nhẹ hơn giọng nói. Nhưng mà trên tinh thần hướng dẫn bài hát thì nó chỉ có như vậy thôi. Tới đây là đủ rồi, nhiều quá. Ok, đó, giọng hát phải nhẹ hơn giọng nói, kết hợp với hơi thở, kết hợp cái khoảng vang bên trên để tạo nên hát vôi. Vận dụng tất cả trong một lại thì nó tạo nên kỹ năng thanh nhạc. Ok, để đáp ứng được cái nhu cầu hát cái bài hát này. Đó, và kèm sau đó là một, khi bạn tạo ra kỹ năng thanh nhạc, một cái sự ổn định, mix nó đã được rồi. Một cái sự ổn định trong giọng hát. Từ cái ổn định đó các bạn đẩy cảm xúc vô, giúp hát bằng cảm xúc thôi chứ không bắt bằng kỹ thuật nữa. Lúc này kỹ thuật nó đã thấm vào người của bạn rồi. Lý do tại sao mà ai học thanh nhạc, tôi nói ít nhất các bạn phải đi với tôi 1 năm thì bạn mới tự tin hát được. Trong vòng 1 năm đó, chỉ cần 3 tháng đầu là các bạn, 3 tháng đầu là 12 buổi học á, là các bạn nắm được kỹ thuật rồi. Nhưng 9 tháng còn lại các bạn phải tự trau dồi, trau dồi làm sao nó nhuần nhuyễn nó thấm vô người tất cả các kỹ thuật đó, thì nó mới tạo nên sự ổn định trong giọng hát. Và lúc đó hơi thở, khoảng vang, vị trí âm thanh, sự ổn định trong giọng hát nó match lại với nhau, nó tạo nên một cái giọng hát nó gọi là giọng hát tự nhiên. Ok, giọng ca tự nhiên, mà trong cái giọng ca tự nhiên nó có kỹ năng trong đó rất cụ thể, kiến thức và kinh nghiệm thì nó gọi là kỹ năng. Ok nha, chứ không phải gọi là giọng hát tự nhiên là thôi cứ để nó tự nhiên đi. Cái đó là thua rồi. Thì giáo dục để làm cái gì, kiến thức để làm cái gì, để truyền lại cho đời sau chứ đâu tự nhiên. Thôi cứ để nguyên đi, cái đó là sai. Ngày hôm nay ai cũng có thể học thanh nhạc được hết, dù cho hát hay hoặc là hát chưa hay, hoặc là hát tệ hại, hoặc là hát rất hay đi nữa, bẩm sinh sinh ra ai cũng phải học thanh nhạc để
cái tài năng của mình nó được hỗ trợ bởi cái kỹ năng, thì lúc đó nó trở nên điêu luyện, chuyên nghiệp, thì lúc đó bạn mới có nghề ca hát, chưa nói tới nghề ca sĩ. Bạn có nghề từ trong cái chuyên, trong cái cơ thể của mình vận dụng ca hát được, thì lúc đó bạn làm nghề, bạn hành nghề, con đường của mình nó sẽ đi dài hơn, thăng hoa hơn, hạnh phúc hơn với việc gọi là hát, hát, học hát hay học học slogan của mình là gì ta? Học thanh nhạc để hạnh phúc hơn. Ok, cảm ơn các bạn xem video nhiều. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.